nhân dịp đại lễ Phật Đản năm 2024, Phật lịch 2568, huyện Nhân Trạch đã tổ chức 3 đoàn đến thăm và tặng 17 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các cơ sở Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tại các cơ sở Phật giáo tiêu biểu, lãnh đạo huyện Nhân Trạch đã ân cần thăm hỏi công tác chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật Đản năm 2024, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các vị hòa thượng, đại đức tăng ni, Phật tử đã có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xã hội từ thiện. Trong đó nổi bật là công tác cứu trợ nước và lương thực cho các tỉnh miền Tây đang chịu khó khăn bởi hạn hán, xâm nhập mặn. Lãnh đạo huyện mong muốn các cơ sở Phật giáo tiếp tục vận động đồng bào Phật giáo phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nguyện sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời cùng chính quyền địa phương xây dựng đời sống văn hóa, tham gia công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển địa phương thêm giàu đẹp.